Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bản thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Mẫu của ông Dani Olmo phá két về Osimhen. Mẫu đại tu Anthony theo chân Mason Greenwood. Ba đội bóng ngoài Anh săn đón Mason Mount và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Mẫu của ông Dani Olmo phá két về Ocean Hand. Theo Mirror, Man United đang nỗ lực giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của Dani Olmo dù Manchester City được cho là đang dẫn đầu trong cuộc đua chiêu mộ ngôi sao người Tây Ban Nha. Về phần mình, nguồn tin từ Midot khẳng định Omo sẵn sàng chuyển đến Ultra First và hiện đã sở hữu một điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 51 triệu bảng. Bên cạnh đó, Man tức đã sớm đón tiền đạo Joshua Zizzi từ Bologna vào mùa hè này. Giờ đây, khi chưa mộ được trung vệ Neri Toto, họ muốn tiếp tục củng cố sức mạnh ở hàng thủ và tuyến giữa. Quy đó đã đặt những cầu thủ như Matic Danic, Zara Bronwet và Manuel Ugate vào tầm ngắm. Nhưng Luis Saha, người đã ghi 42 bàn sau 124 trận trong thời gian khoác áo của Man tức, đã thúc giục Sergio Tacanip và các cộng sự thực hiện một cú hích mận mục cho Victor Osimhen. Ông nói, bản hợp đồng mơ ước của mùa hè của tôi sẽ là Victor Sinhan từ Napoli, cậu ấy thực sự phù hợp với yêu cầu của ông Trafford. Nếu tôi là họ, tôi sẽ làm mọi cách để có được Ocean từ Namuni. Tôi rất muốn nhìn thấy cậu ấy trong bộ áo quỷ đỏ trong mùa giải tới. Thái độ và cường độ làm việc của Ocean cậu ấy rất giỏi trước không thành. Cậu ấy có sự tự tin khiến tôi nhớ đến David Trenere và Ruth Van Nistelrooy. Những tiền đạo giỏi đang biến mất, nhưng dễ dàng nhận thấy Ocean là một trong số đó. Mũ đại tu đội hình nhờ ngôi sao phải ra đi. Anthony theo chân Mason Greenwood. Tỷ phú Sergin Takadip muốn cắt giảm đội hình MU để dọn chỗ cho những tân binh tiếp theo khi Ngoại Anh mùa giải 2024-2025 khởi tranh. Theo ESPN, Quỷ đỏ sẵn sàng lắng nghe những đề nghị dành cho 6 cầu thủ bao gồm Casemiro, cote McTominay, Chitian Eriksen, Hani Maguire, Victor Lindelof và Aaron Wan-Bissaka. Casemiro bị chỉ trích nặng nề về màn trình diễn kém cỏi của anh ở mùa trước, vì vậy không ngạc nhiên khi tiền vệ người Brazil lại nằm trong danh sách cần thanh lý của MU trong mùa hè này, mặc dù anh vẫn còn 2 năm trong hợp đồng. Còn với McTominay, anh đang thu hút sự quan tâm đến từ Tottenham và Fulham, trong khi đó Wan Bissaka được West Ham tiếp cận, nhưng các điều khoản tài chính giữa Bota và Quỷ Đỏ vẫn chưa được thống nhất. MU cũng đang nỗ lực giao bán Victor Lindelöf vì trung vệ người Thụy Điển bị coi là người thừa trong con mắt những người nắm quyền ở Old Trafford sau sự xuất hiện của tân binh Neri Jojo với trị giá 52,1 triệu bảng. Harry Maguire và Christian Eriksen có thể ra đi ngay trong mùa hè này nếu Quỷ Đỏ nhận được đề nghị phù hợp. ESPN cũng cho biết thêm Anthony sẽ được phép ra đi theo dạng cho mượn nếu câu lạc bộ nào sẵn sàng trả mức lương 70.000 bảng trên tuần của ngôi sao người Brazil. Có cảm giác như tỷ phú Sergio Ramos đang muốn dọn dẹp triệt để điều mà đội chủ sân Old Trafford không làm được trong những năm gần đây do chính sách chuyển nhượng cứng nhắc của nhà Glazer. Tính cho thời điểm hiện tại có tới 9 cầu thủ đã rời MU, mới nhất là Mason Greenwood vừa gia nhập Marseille giúp quỷ đỏ thu về khoảng 26,7 triệu bảng. Trước đó đội bóng của huấn luyện viên Erik ten Hag cũng thông báo chia tay một loạt cái tên bao gồm Willy Camara, Donny van der Beck, Rafael Varan, Alvaro Caretna. Omari Sona Braden William và Sofian Amrabat. Ba đội bóng ngoại Anh săn đón Mason Mount. Chuyển tới Manchester United ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái với mức phí chuyển nhượng lên tới 55 triệu bảng. Tuy nhiên, Mason Mount vẫn chưa thể hiện được kỳ vọng tới từ ban huấn luyện cũng như người hâm mộ của quỷ đỏ. Kiểu cầu thủ của Chelsea liên tục phải vận nộn với chân thương và chỉ ra sân tổng cộng 20 lần trên mọi đấu trường. Thành tích khiêm tốn này đã khiến tương lai của anh tại Old Trafford trở nên mù mịt nhất là khi mà U đang liên hệ với những tiền vệ như Manuel Ugarte hay Adrian Rabiot. Theo nguồn tin từ cao Sai, khả năng Mason Mount rời Man United ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay là hoàn toàn có thể xảy ra. Aston Villa, Tottenham Hotspur và Newcastle United là ba câu lạc bộ sẵn sàng trước mộ anh nếu cầu thủ sinh năm 1999 muốn rời đi. Vẫn còn phải chờ xem liệu huấn luyện viên Erik ten Hag có coi anh là một phần trong kế hoạch của một giải tới hay không. Dù thế nào, Mason Mount cũng cần sớm cải thiện phong độ. Thống kê khủng của Neri Dodo Man United có chiến thắng thuyết phục hay không trước đăng cơ trong khuôn khổ trận đấu giao hữu. Ahmad Diro và Joe lần lượt tỏa sáng giúp quỷ đỏ ca khúc khải hoàn. Bên cạnh hai gương mặt trên, tân binh Nerizzo có màn thể hiện ấn tượng không kém. Sau mai 18 tuổi được thi đấu trong 45 phút trước khi rời sân, những con số thống kê chứng minh ngày thi đấu ấn tượng của Zoro. Cựu cầu thủ của Nin đạt tỷ lệ chuyển bóng chính xác lên tới 92%. Zoro thực hiện thành công 4 trên tổng số 7 đường truyền dài, chiến thắng 100% ở các tình huống tắc bóng và tranh chấp tay đôi trên mặt đất. Zoro thực hiện những tình huống giải quy kịp thời trước khung thành của Andre. Onana. Zoro đã gây ngạc nhiên khi hòa nhập nhanh chóng trong màu áo mới chỉ sau 3 ngày đặt chân đến Old Trafford. Huấn luyện viên Erik ten Hag đã bố trí Zoro đá chính ngay từ đầu sát cánh bên cạnh Jonny Evans ở trung tâm hàng phòng ngự của Man United. Màn thể hiện chiếc răng cơ trở thành là trò sân cực kỳ ấn tượng của Zoro, cầu thủ người Pháp nhiều khả năng sẽ có suất đá chính trong trận siêu cúp nước Anh với Manchester City. Chia sẻ với MOU TV, Ten Hag nói, chúng tôi rất vui khi ký hợp đồng với cậu ấy, cậu ấy là một tài năng lớn, chúng tôi thực sự mong muốn làm việc với cậu ấy. Bạn có thể thấy cậu ấy cảm thấy thoải mái trong buổi tập hôm qua, chúng tôi thực sự vui mừng khi cậu ấy có mặt ở đây. Thắng đăng cơ, Ten Hag đã tìm thấy tân binh cho MU. Sau thất bại 0-1 trước Rosenborg, Man Utd nhanh chóng nới lại phong độ khi đánh bại đăng cơ 2-0 trên sân vận động Murrayfield. Ahmad Diallo và Joe Gil thay nhau tỏa sáng giúp Man Utd ca khúc khải hoàn. Dù chỉ mang tính chất trận đấu giao hữu, thế nhưng chiến thắng trước đăng cơ đem đến nhiều điểm sáng cho Man Utd giao Sancho là một trong số đó. cầu thủ người Anh đã được huấn luyện viên Erik Ten Hag xếp đá chính ngay từ đầu. An ngữ bên hành lang cánh trái và Sancho đã không phụ kỳ vọng của Erik Ten Hag. Cựu sao Borussia Dortmund cho thấy khả năng xử lý bóng ấn tượng ở không gian hẹp. Sancho di chuyển linh hoạt, chiếm lĩnh các khoảng trống và chăm chỉ dứt điểm về phía không thành tăng cơ. Nếu dứt điểm sắc bén hơn, Sancho có thể nghĩ đến bàn thắng cho riêng mình từ đường truyền của Amad Diallo. Dữ liệu thống kê không biết nói dối. ngôi sao 24 tuổi thực hiện thành công 100% lần số dây bóng tung ra một đường truyền có khả năng dẫn đến bàn thắng. Hỗ trợ phòng ngự khi cần thiết, Sancho thường xuyên mọc nốt cho hậu vệ Samurai với 4 lần giành chiến thắng tranh chấp tay đôi. Màn trình diễn thuyết phục trước răng chứng minh Sancho vẫn còn nguyên giá trị trong đội hình của Erik ten Hag. Bỏ lại sau lưng những mâu thuẫn scandan ở mùa giải năm ngoái, việc bắt tay giữa Ten Hag và Sancho đang đẹp mang đến nhiều lợi ích cho Man United. Chia sẻ trong buổi phỏng vấn trước trận đấu với răng Ten Hag dành những lời có cánh cho cậu trò. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện, bất kể ai cũng có thể phạm sai lầm. Nếu cầu thủ biết tích cực, có hành động sửa sai, chúng ta cần vạch ra ranh giới, bắt đầu lại từ đầu. Man United cần sự phục vụ của những cầu thủ giỏi, đó là điều chắc chắn. Gia đình Sancho đã ngồi sao xuất sắc. Tôi hy vọng sau mọi thứ, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Sancho quay xe, tên hắc cho cậu trò cơ hội nằm lại, đó là tín hiệu tích cực với Man United trước khi mùa bóng mới khởi tranh. Việc Sancho tái xuất chơi ấn tượng có thể ví như Man United vừa chào đón một tân binh. Sancho từng được dự báo sẽ khăn gói rời Man United sau mùa giải 2023-2024. Mối quan hệ giữa anh và Ten Hag bị xem là không thể hàn gắn, tình hình có thể đào chiều nhanh chóng. Giờ đây Sancho đã sẵn sàng trải hết mình cùng Man United ở mùa giải 2024-2025. Việc đưa Sancho trở lại đội hình giúp Man United tiết kiệm hàng chục triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng. Bên cạnh đó, hàng công của quỷ đỏ được tiếp thêm hỏa lực cần thiết trong bối cảnh Anthony và Marcus Rashford chơi nhận nhòa ở cánh. Sancho sẽ cùng các đồng đội bay sang Mỹ để tham dự tour di đấu mùa hè. Man United có 3 trận đấu là lượt chạm trán Arsenal, Real Betis và Liverpool trước khi dự trận Super Cup Anh. Toby Conier đã giúp Ten Hag giải quyết bài toán lớn. Các cầu thủ MU chưa hội quân đầy đủ sau mùa hè chơi cho các giải đấu quốc tế, điều đó đã cho phép những người trẻ tuổi và những cầu thủ trẻ được trao cơ hội. Toby Conier coi như đã có suất tham dự đội 1 sau hai trận đấu giao hữu đầu tiên. Tiền vệ phòng ngự này được coi là ngôi sao đột phá tiếp theo của học viện với màn trình diễn của anh không làm giảm bớt bất kỳ kỳ vọng nào. Trước Rosenborg, dù mẫu U thua trận nhưng Toby đã thể hiện sự tích cực khi tiếp tục được cho cơ hội. Trước Ranger đêm qua, anh đã có màn trình diễn cực kỳ triển vọng để khắc phục được vấn đề lớn nhất của Ten Hag tại Manchester United ở mùa trước. Ten Hag đã thể hiện sự tin tưởng vào khả năng của cầu thủ này khi trao cho anh làm đội trưởng trong hiệp 2 gặp Rosenborg. Trong cả hai trận đấu, Cordier đều là một cỗ máy giành bóng ở phía trước hàng phòng ngự. Trong trận gặp Rosenborg, Man United chịu áp lực rất lớn nên anh không đi quá xa vị trí của mình và liên tục cướp bóng khỏi đối phương. Vai trò của anh ấy thay đổi một chút trong trận đấu với Danger khi Man United cầm bóng nhiều hơn. Vì vậy, sau trẻ chuyển sang chế độ khác, hoàn thành 100% trong số 18 đường truyền của mình trở thành một cỗ máy thu hồi bóng như thường lệ. Khi làm như vậy, phong cách chơi của anh đã khắc phục được vấn đề lớn nhất của Man Utd ở mùa giải trước, bị lấn át ở hàng tiền vệ trong những thời điểm chuyển đổi trạng thái. Mùa giải trước, hàng tiền vệ của Man Utd thường không làm được điều gì khi đối thủ tiến hành công phá. Năng lực phòng ngự của Casemiro nhiều lần bị đặt dấu hỏi, nhưng khi Sofian Amrabat hay Christian Eriksen thi đấu, tình hình cũng không khá hơn bao nhiêu. Với Korea, giờ đây họ có chính xác kiểu cầu thủ sẽ hữu ích mỗi khi đối thủ tiếp cận phần sân của MU trong quá trình chuyển đổi. Anh không phải là người đi loanh quanh để tìm bóng và đột phá vào vòng cấm để tìm cơ hội ghi bàn. Thay vào đó, anh cực kỳ kỷ luật trong vị trí. Có nhiều trường hợp trong hai trận đấu trước mùa giải này, anh đã ngăn chặn các đợt phản công của đối thủ chỉ bằng cách giữ đúng vị trí của mình. Toby có thể cần phải học cách làm nhiều việc hơn với trái bóng để có suất thường xuyên ở đội 1, nhưng hiện tại cách tiếp cận của ngôi sao trẻ chính xác là điều mà Man United đang còn thiếu. Đây là một giải hoàn hảo để một cầu thủ trẻ bứt phá. Đó là bởi vì Man United sẽ chơi Europa League, nơi Ten Hag có thể xoay vòng đội hình. Thêm vào đó là các trận đấu ở Nick Cup, giai đoạn đầu của FA Cup và sẽ có rất nhiều cơ hội cho các ngôi sao mai. Ten Hag tiết lộ những phẩm chất của Zidane. Cách đây ít ngày, Manchester United vừa công bố bản hợp đồng mới mang tên Joshua Zizzi. Sau những gì cầu thủ này thể hiện trong màu áo của Borona, người hâm mộ của người đó tin rằng anh có thể vươn tầm ngôi sao tại sân vận động Old Trafford. Chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ, huấn luyện viên Erik ten Hag cũng chỉ ra những phẩm chất tốt đẹp của cậu học trò mới. Ông nói, cậu ấy có thể giữ bóng, sáng tạo, dây bóng, tạo ra các pha phối hợp. Đó là một kiểu cầu thủ khác biệt và luôn là điều chúng tôi đang tìm kiếm. Vì vậy, nó mang đến cho chúng tôi nhiều lựa chọn hơn về mặt chiến thuật. Điều này rất tốt vì đặc biệt ở trên tuyến trên chúng tôi có nhiều cầu thủ có thể chơi trực diện và họ có thể hưởng lợi từ kỹ năng của cậu ấy. Với mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 40 triệu euro, Manchester United đang hy vọng Joshua có thể chia nửa với Ramut Hoynun trên hàng công ở mùa giải tới. Mẫu tỏ rõ thay đổi với Sauget 100% ủng hộ Erik Ten Hag. Gareth Sauget vừa mới chia tay đội tuyển Anh sau thất bại trong trận chung kết Euro năm 2024 trước Tây Ban Nha. Có rất nhiều câu lạc bộ đang muốn mời Sauget vào lúc này nhưng sẽ không có tên Manchester United Mesopot hiểu rằng các lãnh đạo gấp cao của Old Trafford đã dồn hết tâm sức để ủng hộ Erik Ten Hag sau khi quyết định giữ ông ở đầu mùa hè này và gia hạn hợp đồng với Erik Ten Hag thêm 12 tháng. Trọng tâm của Manchester United là cung cấp cho Erik Ten Hag những gì cần thiết để vực dậy Man United. Tuần trước họ đã hoàn tất bản hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng khi đồng hương của Erik Ten Hag là Josu Zizi đã cập bến Old Trafford với hợp đồng trị giá 36,5 triệu bảng từ Borona. Tuy nhiên trong trường hợp xấu nhất và Erik Ten Hag bị sa thải, sau hết cũng không phải là lựa chọn đầu tiên. Thay vào đó, ban lãnh đạo của Man United vẫn đánh giá cao huấn luyện viên Thomas Tuchel. Vào tháng 6, Sergio Jim đã có cuộc nói chuyện với Thomas Tuchel ở Monaco trước khi Man United quyết định đặt niềm tin vào Erik ten Hag. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!